Chào chị Vân, em về. Chào mọi người, nhiều sức khỏe, may mắn. Rồi thôi bây giờ chúc mừng. Dạ, chúc em thành công. Ủa em cũng về chung luôn à? Anh chào tụi em ở lại vậy? Tụi em là anh biết tụi em sẽ còn đi một cái chặng đường rất là dài. Dạ. Còn anh tới đây, anh chịu hết nổi rồi. Dạ. Nhưng mà về trước. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Anh chúc cho tụi em ở lại thành công. Đi đến đâu cũng được, hay là bà con ủng hộ. Quan trọng là mình phải quảng bá những cái gì đẹp nhất của Tây Ninh. Nó có rất là nhiều cái khu du lịch như là núi Bà nè, tháp Treo nè. Rồi bây giờ anh mới nghe nói là xem một cái bức tượng to, thật là to trên núi Bà đó. Bao nhiêu đó gửi gắm thôi được rồi. Rồi chúc mừng. Một lần nữa xin chào tạm biệt. Go 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 yeah 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 ngày xuất hiện một con báo đi kiếm tiền. Cái hàng kia trước đây đi mấy giờ rồi? Ngày giờ mấy mà kiếm tiền? Nhưng mà mình phải tới cái chỗ làm đó trước 3 giờ. Là rồi hàng kia đâu? Hàng kia còn nằm bên kia chứ đâu? Không có ai ngồi nè. Cái gì? Hàng kia làm người khác. Đấy. Sao có hai đứa vậy? Cái này là nặng nhọc và có anh em mình thôi. Làm được vậy giờ nãy? Công việc sẽ kết thúc trước 6 giờ sáng. Từ 3 giờ tới 6 giờ thôi. Đấy, thôi lên, mình chỉ có 5 phút thì tôi khoảng rồi đó. Ông anh tôi dậy rồi thì hai thằng này cũng phải dậy luôn chứ. Quỳnh ơi. Quỳnh. 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 Vậy tụi tôi dậy làm gì vậy? Vậy đi làm kiếm ăn chứ. Mấy giờ rồi? Thì ta nói đó, con cò mà đi ăn đêm lộn cổ canh mềm, lộn cổ xuống ao gì đó. Có từng biết con đó như vậy. Giống như là ai phải tới xong rồi để gọi là nó khùng có điên từ nãy giờ á. Trời sáng dữ à. Sáng như 12 giờ trưa luôn á. Mà sao sáng sớm trời, tôi tự nhiên chạy hết trơn. Đông đủ lắm, hát một bài nè. Dừng nước lại tay rồi lại tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Ủa vậy là anh đánh đỡ hả? Anh Vinh thắng thôi. Đi đi đi, đi đi đi. Sao tới làm phiền mọi người vậy? Thì Thiên Hạ nói hiểu không? Thế sao? Là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia đó. Có họa cùng chiêu. Cùng chiêu hả? Đúng rồi. Vô. Are you ready anh? Mắt thất thần, những nụ cười ngờ ngợt trên trời. Cuối cùng nó là con gì Khánh? Kêu anh đi thì tôi đi. Đồng chí Cano. Con cáo rồi, con báo rồi, giờ con cú nữa hả? Ủa mà chỉ có hai người đi. Are you okay anh? Đi mình ngủ chứ. Trả nè, thôi ngủ trước đi. Anh em tôi đi đây. Dạ, tắt đèn. Ủa? Anh đi anh, lên đường. Hai đứa nhà coi phòng nha. Dạ. Dạ, anh đi cẩn thận. Tụi em đã tết chết khi để anh lọt vào đây. Ôi. Ôi, chú sức kem chống nắng mà. Đâu có mặt trời lên đâu anh. Sương ăn sáng. Trời anh ơi. Mới đắp mặt nạ tối hôm qua. Không sao đâu. Trời ơi, không có một bóng người nữa đi làm cái gì mà giờ này vậy. Đã hẹn mấy giờ? Người ta hẹn em 2 giờ. Cái nghề này phải làm trước khi bình minh lên. Ôi, tao đang ngủ nệm ấm chăn êm, cũng ngon quá trời quá đất luôn. Anh đánh với anh còn ngủ được từ ốp đoàn hôm qua tới bây giờ. Em, anh biết không, em diễn 2 suất. Diễn xong suất tối hôm qua là 11 giờ rưỡi, về tới nhà, mới vừa về tới nhà luôn là 12 giờ xe tới đón rồi. Bớt làm lại hiểu không, tuổi trẻ đi chơi đi. Tuổi á, đi chơi mấy chương trình giống vậy nè. Ủa? Cái đang ngủ, tao kêu về cái quạo hiểu không? Ủa?
Mình chuẩn bị quẹo phải nè, chạy hoài đi nha. Quẹo chưa, quẹo chưa? Ngược, quẹo lại. Quẹo lại phải không? Trời ơi, vậy người ta đang ngủ ngon mà trời. Mày quẹo phải không? Quẹo đây nè, quẹo đây, đây, đây. Ui, ở đây là nguyên cái làng làm cái này luôn ta. Con chào cả nhà. Cô bữa nay con với anh Khánh tới đây xin việc. Giờ tụi con làm tới sáng, tới 6 giờ sáng. Cô trả tụi con nhiêu? Chấm 2, có chịu làm không? Nhiêu? Chấm 2. Chấm 2, anh ơi, anh ơi. Anh ơi, 120 ngàn chịu làm không? 120 thời gian bao nhiêu á? Là từ đây tới sáng á. Mặt trời lên là nghỉ ha. À đúng rồi, xong công chuyện hết cái chuyện này là nghỉ nè. Đẹp trai có tính thêm tiền không? Trời ơi, cũng trả giá nữa trời. Không phải tao giờ. Gấp đôi đi, đập 240. 240 luôn cả ngày, hai người. Hai người cả ngày luôn, 480 triệu ơi. Bây giờ nếu mà tụi em làm hiệu suất hơn người bình thường thì sao? Bằng giá luôn. Đúng rồi, bằng giá luôn. 240. 120 à. Hai người thì 240. Không phải chỗ, quản lý thôi, không phải chỗ. Không phải tao giờ. Trong cái chương trình này anh Khánh quý từng ngàn luôn chị. Thua cái đội bên kia 1 ngàn cũng thua nữa chị hiểu không? Ok. Chút sáng kêu chị chỗ bơ thêm người 20. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Sao thua đội ta? Không chị miết. Trời ơi, ok. Rồi, làm thôi, làm, bắt tay làm, nghe sung quá rồi. Giờ sao chị, giờ sao nè? Đây nè, đây chị diễn nè. Đây phải không, đây. Dạ. Đây mình để qua đây. Để qua đây. Đó. Cái mình có người, hai người thiện giờ có người lấy dĩ đi. Rồi, 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 tôi bỏ bánh qua. Đúng rồi, ok chưa? Lại hai ta vậy ha. Đó, vậy đúng rồi. Khi nào mới đủ, khi nào đủ. Hết rồi thôi. Anh gom lần hai cái đi, anh gom lần hai cái đi. Đó. Trời ơi, trai đẹp mà còn giỏi, giỏi giang nữa là ai mà chịu nổi. Trời ơi, ai chịu nổi, đúng rồi, ai chịu nổi. Ôi, một miếng là 2 kg đó nha. Ok không? Vậy được chưa? Lên lương xíu đi, nặng quá, làm phim mà còn làm nặng nữa. 220 tại vì đây là mừng nó rẻ lắm Khánh ơi. Hai người là 240. 240 đúng rồi, hai người là 240. Lấy vô canh tao không tỉnh ngủ nói chuyện hồi đó sửa sửa tiền liền à. Khuya dữ lắm mà mừng có nhiêu đó à. Nặng ghê anh ha. Sao? Giờ sao chị? Mình đợi bánh. Hả? Đợi đợi giống như vậy nè. À, đợi bánh. À. Ờ. Vô. Để anh chị ta. Vô. Vô phải không? Vô. Đợi cho em cái đầu, anh nhớ cái đầu á. À, đội lên rồi. Còn cái nón nào nữa không? Ủa chị, sao hồi nãy em thấy lúc mà em gỡ bánh á là cái này nó cắt làm đôi mà sao cái này là cả một miếng dài? Cái đó là buổi trưa. Buổi trưa hả? Mình phơi là xong. Là sau khi mình... phơi xong vô mới cắt hả? Rồi phơi tiếp hả? Cái đó là 120 nữa là buổi chiều sẽ có cái vụ đó. Dài dài để em ở lại chơi làm cái buổi chiều. Rồi anh Khánh đi trước đi. Chơi 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 chơi. Trời, nắng không? Có chuyện gì điện, có chuyện gì điện anh. Ô, nặng nha. Rồi quẹo vô luôn, quẹo vô luôn. Ôi, cái này luôn. Nặng nha, cái này nặng nha. Người ta đợi hai cái, đợi con cái mà nãy còn đợi tiền bo nữa. Tiền bo cho cái sự dễ thương thì được không? Hả? Nhờ siêng năng á. Rồi, để xuống, để xuống. Rồi, để đây, để đây. Quá đó. Dễ dàng. Quá dễ dàng chưa? Đúng rồi, đó, quá dễ dàng rồi. Cái này mà đợi hai cái là ngày mai em còn có 1m6 rồi nha. Đang 1m73 lận đó. Nè đây, pha mình phải kê lên. Mình kê lên cái mí này nè, đúng không? Nè, đó. Để anh chi vậy? Tại sao nó nhiều rất là nhiều vậy? Không kê là nó sẽ dư bánh, không có chỗ để ha. Gần 1 ngàn vậy lắm. Một khu em nhớ hồi nhỏ mẹ em tráng bánh tráng á. Đúng rồi. Là không để vậy mà để đứng lên. Đứng lên. Đứng cái clip lên, mà cái này để đứng lên nó bị rớt cái miếng bánh đúng không? Đúng rồi, vậy là đòi tiền. Ừ, đó. Đúng không? Đúng rồi.
Ủa rồi trừ tiền ơi. À đó, mình phải gỡ ra nóng nha, một chút xíu nó thấm vào tay nó nóng. Anh đánh em, em đang là người phụ anh kiếm tiền đó. Rồi kê lên, kê lên. Rồi ok đó. Hai mình đừng có dục dục, nó sẽ cuốn lại. Tính giờ muốn tính đổi hai cái nè. Rồi em hiểu rồi. Được. Rồi hai cái luôn hả? Hai cái luôn cho lẹ anh ơi. Cái này kia là bột gì anh? Cái này là bơm dầu xuống hả cô? Dạ, một ngày làm mấy ngàn ký bánh à. Rồi mình cũng có vô bánh luôn. Nói chung là vô đây là cái gì cũng phải biết làm hết, để mình thay đổi vị trí cho nhau được. Dạ, một ngày làm mấy ngàn ký bánh à. Không có dây chuyền chuyển qua mà phải múc về nguy hiểm đó. Thật ra là anh Khánh không phải là đẳng coi người ta tráng bánh đâu, mà là đang mệt, là giả bộ để nghỉ mệt. Ê, hồi nãy giờ em mà là quản lý đây là em trừ hết luôn anh rồi đó. Em cái được không? Nóng nha, nóng, rất nóng. Ồ, dư quá rồi sao không? Hả? Chị, sắp hết công đoạn này chưa? Sao hết tới sáng rồi. Nhưng mà giờ muốn thử những công đoạn khác. Bây giờ qua cái khâu này được không? Anh Khánh qua kia đi, bé bên đây. Rồi mình banh ra. Banh ra đều coi vậy nè. Dạ. Đúng không? Đó. Sao mình không lấy cái ba cào mình cào cái lẹ chị? Mình cào nó sẽ rách dĩ người ta. À, là phải cào, đền cào đó nha. Vậy hả? Một cái dĩ vậy là 300 ngàn. Hèn chi. Ồ, đang ngủ bắt người ta đi làm. Ôi, em cũng mê ngủ lắm mẹ. Mà nào ra đó. Đúng rồi, thôi dù gì cũng cảm ơn em. Sao cảm ơn em? Nhờ em mà anh biết được một cái ngành nghề cũng rất là thú vị. Không có nhờ chương trình chứ đâu có nhờ em. Nhờ em tới báo anh vậy đó. Chứ không sao anh biết. Không, mà mỗi nghề nó sẽ có một cái thời gian làm riêng ha. Dạ. Có những nghề là cứ ngủ đã, ai kêu lúc nào làm lúc đó. Có những nghề là phải làm giờ này. Dạ. Để cho sản phẩm nó kịp khô. Cái khâu này của bộ này dễ nè, nhàn nhã. Nhàn nhã nha, nhưng mà hơi đau lưng nha, hơi đau lưng á. Em đau lưng rồi đó. Sao nhẹ nhàng không? Thấy một chuyện nhẹ nhàng không? Nhưng mà cực cuộc sống à. Cực cuộc sống thấy cực khổ không? Chị cho hỏi nhỏ ấy. Là nghề vậy, ví dụ như bên đây bên kia làm vậy có... Có sao? Có cạnh tranh gì không? Không. Không cạnh tranh hả? Bình thường tại vì hả? Giá cả là ngang nhau vậy hả? Ngang nhau luôn. Không có bên nào mắc hơn nữa. Như là làm cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi đó. Nghề này truyền thống luôn. Chị dẫn bà chủ bên này qua bà chủ bên kia làm. Có vụ đó không hả? Có. Không có vụ đó hả? Chủ nào theo chủ đó. Thà làm nghề khác chứ này không à. Qua vậy mất công hai cái chủ người ta mất lòng. Nhưng mà tự này chủ rất thương nhân công của mình lắm ha. Cứ như lâu lâu rồi cũng chủ cũng chở đi du lịch, đi ăn đồ đó. Đâu là một tháng vậy đó là chị chủ chở đi ăn buffet. Vậy hôm nay là có ngày đi ăn buffet không? Tới ngày ăn buffet chưa? Có, chiều nào. Hay tới chiều đi ăn. Được ghê. Được 280 đi ăn buffet luôn. Làm sao vậy? Nhiều khi lấy tiền 280 anh mua vé buffet là hết luôn. Không đánh đổi quá gì. Giờ này hai người kia nhà ngủ rất ngon dữ á. Tức là mình bị thiếu ngủ rồi. Nói tưởng sao mình làm việc nổi đây. Trời ơi, tức liền dần quá. Tức muốn đánh luôn á. Nóng lắm á. Phỏng á. Phỏng á nha. Nước đây. Sôi á. Em lộng cộng cho nên là cho em ra đi, nước sôi nước chăn á, lại phỏng á đó. Đó, thấy chưa, phỏng rồi nè, văng cái là dính cửa liền. Coi chừng tới em á. Dạ không, em là kính mít từ trên xuống dưới rồi. Nặng đó nha. Nặng đó, bánh giờ nặng hơn bánh kia đó. Vậy hả? Ừ, nặng sẽ nặng hơn. Ui, nặng cụp đầu á. Đúng rồi, cái bánh rồi bây giờ hạ xuống là mình cũng y vậy luôn. Y như bánh trắng đó. Vậy hả? Đúng rồi, rồi thôi mình để vậy thôi. Chị, ví dụ như mà hôm nào mà nắng ơi là nắng, mình có cần sấy không? Nó đủ khô rồi đây không? Đủ khô rồi.
khô rang luôn à? Khô rang luôn. Còn hôm nào mà cứ như làm vừa nói vừa làm coi quy trình sản xuất người ta chậm bây giờ. Dạ. Mình đẩy giống nãy anh Khánh, mình đỡ đội, mình đỡ đau đầu. Anh vướng rồi, em chưa kịp nhắn anh. Ê, cuốn cái bé đâu? Rồi. Sao mày làm nó cuốn lại rồi? Cái này chắc trừ lớn quá. Ê, cuốn rồi. Thì đó. Bánh nó liền. Ra đi cưng, ra. Được không? Ngoan, ra đi cưng. Không được, để trưa chị chở chị gỡ cũng được. Được không chị? Được. Trưa nó cũng ra hết rồi. Vậy hả? Nóng quá ta luôn. Nóng quá ta bỏ quá đi, mất công phỏng tay á. Hết chưa chị? Còn 2 thùng nữa là 2 xe như vậy nữa. 2 xe lận hả? Còn bên đó 1 xe là đầy vàng, còn đây 1 xe đầy vàng. Trưa mà làm cốc trưa mà có chạy mưa nữa còn mệt dữ nữa. Đuối chưa? Đuối rồi đó. Quá đuối rồi. Mắt em mờ rồi nha. Nghiệt ngã khúc này nha. Khum xuống cái muốn ngồi luôn vậy. Có ai hiểu thấu cảnh này? Ăn này lúc chê ngon chê dở, làm đi rồi thấy cái cảnh không bao giờ dám chê bất cứ một thứ gì nữa hết. Hết chưa? Dạ hết. Mình chụp tấm hình ngay đây coi cho nó. Được chưa? Giờ là xong, giờ chị trả lương nha. Dạ. Công nhận cái nghề này nó cực nha chị. Cảm ơn chị đã cho em hết số tiền đó. Thức khuya rồi dậy sớm, nóng nè. Còng lưng, nai lưng. Đã cao quá, nói chuyện phải ngó chị nè, thấy không? Chị thực sự là ngày xưa là chị cao bằng anh Khánh phải không? Chị bưng cái này riết mà chị còn cái lùng gì đó. Lùng đó, lùng đó. Vậy giống như là kêu là gì, tổ trưởng chấm công rồi trả lương luôn. Đúng rồi, bây giờ nè, hồi tối có nói là mỗi người 120, đúng không? Bây giờ thấy đẹp trai quá mà xuyên đó thôi được, chị bo 20. Không có, hồi tối chị hứa em là chị bo em 30 rồi. Trời, con lên giá quá trời. Có không? Có không? Đề nghị pha cho em xem lại khúc này à. Chúng sáng kêu chị chậu bo thêm người 20. Thẻ vàng. 20. Thẻ vàng nha. Thẻ vàng hơn. Chết rồi, đây nè, giờ chị trả 240, 20 là 260 nha. Gì vậy? Hai đứa là 280. 280. Đứa 20, hai đứa 40 là 280. Ủa, cho 20 mà. 20 mỗi đứa. Trời ơi, chết rồi. Va à. Va, đầy cho va. Đẻ đỏ. Đây, 280. Cảm ơn chị. Bây giờ chị có thể mời mấy chị kia vô em chụp một tấm hình kỷ niệm. Vô đây mấy chị, vô đây chụp hình. Đẹp không? Cái màu của tôi ha. Hello anh. Hello. Ủa? Bây giờ mới đi làm hả? Đúng rồi, dạ con chào mọi người. Ngủ hẳn hẳn bây giờ mới đi làm hả? Lúc mấy giờ vậy? Vậy lúc 3 giờ, nhờ ơn của anh em không được. Nhờ ơn của anh. Chúng tôi là việc rã xương rã cốt. Hôm nay chúng tôi được trả 1.2 triệu. Cái gì? Làm cực lắm, nặng lắm, vô khi thử cái cho biết không? 1.2 triệu. 1.2 triệu á, là trong đó có 280 tiền công, còn như là tiền bán máu. Làm sao vậy? Tiền bột khoai á. Cái này là gì vậy? Bột khoai. Rồi nhấc lên coi. Bột khoai nấu chè đó biết không? Rồi khoan nè, đội lên đầu đó. Dụng cụ chiến đó, thấy không? Đội lên. Đi. Thử cái. Quay xạo. Nặng. Nè, nó là như vậy là mấy đứa. Nó hơi khó lúc này thôi, để anh lấy cái ngoài anh biểu diễn cho. Là bột khoai, làm khoai mì đúng không chị? Ủa nhưng mà cái bột này là để sau này mình cắt cho mình nấu chè. Thôi nghỉ đi chị, không coi mà lo nói chuyện không à. Nghỉ về đang. Hết giờ làm rồi về. Anh gì? Ủa anh kêu anh Khánh vậy làm, anh kêu tụi em vậy chi vậy? Phá chơi á. Để tụi em không có ngủ đủ, để tụi em không có sức lao động, để tụi em làm kiếm tiền thì các em sẽ kiếm được ít tiền hơn anh Khánh, vậy các em thua anh Khánh. Không, bây giờ em hỏi nè, bây giờ có nghĩa là một người làm xong việc rồi. Xong rồi. Ok, bây giờ có thể là chia ra làm 2 xe đi. Anh Khánh về nhà ngủ, anh đi thẳng lên núi Bà á, có cái chùa anh lên chắp tay lãnh niệm đi. Hành động của anh ngày hôm nay rất sai trái. Vậy hả? Anh Quỳnh Lý. Bé này chỉ thức ban đêm thôi, nó là con cứu. Ủa? Con cứu, đây là con báo. Nó báo gia đình anh 2 ngày rồi. Em là thấy về đêm. Anh lên như là con cứu hả? Thôi rồi đi về.
em mà Dương Anh chắc hồi sáng có người kia với em quạng chửi á. Sao anh không chửi em vậy? Hay vậy? Thì... anh giống anh từ bi hiển xã làm sao á. Ồ, anh tu trong tâm á em, hiểu không? Thì đó. Hồi nãy chạy xe em chở anh là anh ngủ trong tâm luôn đó. Gần tới nhà này anh cho em tự coi map nè. Ê, cho dù ngày hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền thì mình về mình phải nói là mình kiếm được 2,5 triệu mỗi người. Hả? Sao vậy? Mình phải hơn người ta gấp đôi chứ. Dù đó là cái chuyện không có, nhưng mà nó sẽ phần nào làm áp đảo tâm lý đối phương. Chi? Hả? Chi á? Làm vậy làm chi? Làm xin lỗi cái tính hơn thua em là trỗi dậy. Nhiều nói nhiều thôi. Chi? À, đây đây nha. À, dạ, đúng rồi, anh Vũ nè. Dạ, anh Vũ. Dạ, em bị điếm muốn. Ồ, uy tín dữ ha. Dạ, nói là tới làm mà. Vô việc luôn đúng không anh? Vô làm luôn. Thì như hôm bữa nói thì cứ thao là cứ 20 ngàn. Em chạy hết thao là cứ em được 20 ngàn. Dạ. Dạ. Vậy đó. Cũng kiếm được ký gạo con khô. Dạ, dạ. Ngon okay. Bao nhiêu tiền cũng được hết anh. Dạ. Làm cho biết. Dạ. Rồi vậy em vô đi rồi cái gì coi máy móc rồi luôn. Rồi em cứ chọt vô thử một hai cây vậy đi. Chọt vô đây nè cho nó đi. Chọt qua. Vô đây hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Chọn vô đây hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Em mới tưởng tượng nó rút cái tay em vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó phải rút. Hả? Sao mới đầu không nói vậy đó? Dạ. Nhưng mà nó không có gì hết á, mình cứ chọt vô. Rồi, đó. Ok không? Dạ, ok. Đó, cứ chọt bình thường. Tắt 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 tắt. Dạ. Em không thể nào để chạy về nhiều được ha. À dạ. Chạy nhiều quá. À mình phải bó chạy trước xong rồi mới làm tiếp luôn. Dạ dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tới công chuyện nữa rồi. Đó, nó tới công chuyện suốt vậy đó. Ủa anh bị vô dầm rồi giờ sao? Có sao không anh? À không, lấy dầm ra. À, em ngồi em tuốt cái này nè Khánh. Dạ. Đó, tuốt bột xuống ha. Dạ. Tuốt nhẹ nhẹ coi chừng sốc dầm ha. Sốc dầm à? Cẩn thận Khánh. Ôi trời trời. Ê, tính ra nhìn cái việc này nó dễ dàng nhưng mà nó cũng không dễ ha. Đúng rồi, nhìn thì có vẻ dễ á. Nó quá trời công đoạn luôn, quá trời bước luôn. Mà một thao mọi người kiếm được 20 ngàn. Cực quá ha. Cực chứ, kiếm đồng tiền quá thật là không dễ. Sát lại, sát biết lại. Biết rồi, em đang sửa chữa. Tính ra người ngồi canh như thợ sửa vậy ha. Không, giống như là mình là ở đây, tới đây học làm nhang nhưng mà bên cạnh đó mình cũng học sửa cơ khí nữa. Rồi đúng rồi đó. Ê Khánh, anh nghe nói cột ngang cũng được lắm á. 800 đồng một quà bó. Ủa? Còn muốn làm thêm nữa thì cứ vô chổng chị Quy chỉ cho em cột ngang. Dạ. Cứ một bó nhang như vậy thành phẩm nó xong là em được 800 đồng. 800 đồng. Ừ. Wow. Là mình cột có bao nhiêu bó thì mình được 10 ngàn. Trời, mười mấy 20 bó. Rồi bây giờ Khánh qua bển bó nhang đi, để cái này anh ấy cho. Bó nhang ở đâu hả anh? Qua chị ở bển á, chị. Dạ. Chị hướng dẫn cho làm. Bóc vô đây. Đúng, chính xác. Bung nó ra. Bung nó ra. Kéo bự ra chút. Đây 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 đây. À mình phải kéo sâu càng tốt. Đúng rồi, càng sâu càng tốt. Từ từ từ. Hả? Trời, em làm như một nghệ nhân vậy mọi người ơi. Coi có giống nghệ nhân chưa? Hay chưa chị ơi? Như một tác phẩm nghệ thuật vậy đó chị. Nhưng mà nó là sai đó. Ủa chị là kiểu người chuyên nghiệp rồi. Thì khi mà một ngày thì chị cột được cỡ bao nhiêu bó nhang hả chị? Một ngày thì chị làm... Là ý là thành phẩm luôn á nha. Thành phẩm luôn phải không? Dạ. 200 bó. Hả? 200 bó. Giỏi quá. Thâm phục thiệt đó chị. Mẹ chị làm nhanh dữ rồi.
À mẹ chị đến bây giờ còn làm luôn. Này là nghề gia truyền hả chị? Không, hồi xưa anh với chị là làm tóc. Ủa? Rồi sao cơ duyên nào mọi người chuyển qua làm nhang? Là tại vì cái anh bạn của anh Vũ hớt tóc, cái anh nói hớt tóc nó hơi cực hơn đi làm nhang. Mà ai nhà đâu làm nhang cực hơn hớt tóc. Đúng rồi, chỗ cái câu mà hớt tóc cực hơn làm nhang sao nghe nó phi lý ghê á. Ừ, tại vì ổng làm quen á. Nhưng mà giờ thí dụ mà kêu chị cắt tóc lại chị cắt được không? Không, chị đâu biết cắt tóc đâu. Ủa? Anh Vũ cắt, còn chị thì bán bún riêu với cà ri gà. Trời ngon vậy, giờ còn bán không chị? Nghĩ rồi. Đó phải thức khuya mình đi chợ mua đồ rồi về nấu. Với lỡ dù hôm nào mà trời mưa gió bán không được cái là về ôm thế hết. Thế là ăn một ề luôn á. Dạ. Còn nhang này ế vô tư. Ế vô tư. Thôi trộm vía chị ơi, trộm vía đắt chị ơi, đừng có nói ế nữa. Đố em biết chứ, con bó này bán nhiêu tiền? 100 ngàn hả chị? Có đâu, 25 ngàn. Bó này 25 ngàn hả chị? À. Trộm mà làm chị ra chốc dãy luôn á. Ừ. Lúc trước á, một bó như vậy á là 25 ngàn. Dạ. Mà nguyên liệu nó lại rẻ. À. Bây giờ một bó nó cũng 25 ngàn. Nó không có lên giá. Mà nguyên liệu nó lại mắc. À. Đó. Cho nên là làm càng ngày càng ít lời lại. Sau cái chuyến đi này, em xin hứa là từ nay về sau, em có đi chợ, em đi siêu thị, em cũng sẽ không bao giờ xin trả giá một lần nào nữa. Em đã thấy được là để có được một cái gì đó mà người ta làm ra cho mình mua, mình sử dụng, nó quá là vất vả đi. Đúng rồi. Dạ, nên thôi cực em lắm. Không sẽ dám xin bớt nữa. Ừ. Khánh ơi. Dạ. Rảnh chưa? Dạ, em chưa rảnh. Cà phê nhang. Em đang làm cái này. Cà phê nhang rồi vô anh phụ cho. Đi. Gì, thiệt không? Thiệt. Cà phê nhang hả? Đi. Em bỏ ngay giữa cái cột á Khánh. Sốc mà bình thường không có gì. Ha. Ồ, không rớt luôn. Rồi xong nè, ha, em thấy không? Mấy cái nhang bể nè. Dạ, lòi đầu nè. Lòi đầu nè, lụm. Nhẹ nhàng thôi. Đừng có sợ nó đau. Em cứ là bóc lên nhẹ nhàng như vậy. Ha. Ừ, cứ nhẹ nhàng vậy thôi, nó đều gì. Dưới. Nghe không? Cứ nhẹ nhàng vậy thôi. Cái này phơi là cỡ khoảng 3 tiếng đồng hồ mới khô. Ủa anh, ví dụ mình đang trong trường hợp mà mình phơi mà trời mưa thì sao? Ví dụ nha, ôm không kịp thì nó ướt rồi sao anh? Đúng. Bởi vì anh cũng đang trông cho mưa là bố mình mới xử lý tình huống mới... À, có nghĩa là anh trông cho mưa để tụi em chứng kiến được những cái tình huống đó đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà dễ hơn nhang của anh hết. Mà xử lý luôn anh. Được, bình thường. Thôi, thôi vậy thôi, dạ. Em đỡ lo. Để đây, đây. Nè anh dặn là... Là biết làm dữ chưa? Nè, nó chỉ vậy thôi nè Khánh. Lùi xuống nữa. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Tức quá trời, tức luôn á thiệt á. À mình chỉ cần lấy lên làm lại thôi hả? Đã làm sai mà làm cho nhiều vô. Đâu anh làm em coi coi. Đâu? Nè, cầm okay. Cái tay. Rồi. Cái tay chưa? Đấy. Em để anh về. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Là nó không được, hiểu không? Em làm vậy là nó không được. Có sợ là giáo viên chưa? Nhiều, nó bị nhiều quá. Tại vì mà khi em biết mà nhang mà không trở liên tục á, nó chỉ khô một bên. Và bên dưới nó ướt, nó cong cây nhang. Nó cũng khó chịu lắm. Anh Quỳnh ơi, đã nạn tính tiền. Quá liền. Nhang còn đi làm nghề khác nữa. Ờ nè chị. Ok, để chị kêu nè. Anh tính tiền cho em chứ chị anh ngồi đi. Tính riêng đi. Sao mà chị cầm 60 ngàn dữ vậy? Tính em không thích khoe khoang nha. Không thích khoe khoang nhưng mà chị trả cho em là 1.240.000. Thì chị đưa 1.3 triệu thì chị không có tiền lẻ, bây giờ em phải thối chị 60. Bốn bốn
Rồi em cột được 44 bó. Đến nhân luôn cho 44 nhân 200 đồng đúng không chị? 44 nhân 2 là 88 và đều được 8.800. Đúng. Dạ, chị làm chẵn cho em, chị làm chẵn cho em là 9.000. Cho luôn. Tao là hào sản chú. Bó này là được. Chị nhận bó này. Dạ. Còn em này thì gách bự quá, gách bán bự quá không xứng đáng chị ơi. Cho nên bán cho em. Dạ. Bó này cũng gách nữa nhưng mà nhỏ thôi, lấy được. Lấy được. Còn ba em này gách nhiều quá. Rồi. Bán cho em. Lấy ba bó đó ha. Dạ. Ủa khoan, chị còn hai bó này là hai bó đó của chị. Ý là chị không có nhân nhượng một chút luôn đúng không? Không, đúng đúng đúng. Đúng rồi, đâu có nhân nhượng. Làm kinh doanh mà sao nhân nhượng được chị? À, này là 8.800. 8.800. Này 800. Còn hai cái này được 16. Là 8.600. 8.600. Là 10.000 mấy tăng. 10.4. Hồi nãy em làm gách một cái bịch của chị 200 đồng nữa. Chị tính cho em 600 luôn đi cho chẳng 11.000. Ừ. Dữ vậy. Vậy thôi chị trừ cho em 400 luôn đi. Rồi. Lại còn 10.000 chẳng. Còn 10.000 chẳng đúng. Dạ. Rồi. Là 10.000 công của em. Đúng rồi, đúng rồi. Ba bó này 75.000. 75. Vậy em đưa là chị 65. Dạ. Đấy em tiền phù du. Nếu mà chị gặp em ngày đầu á là em không chịu. Nhưng mà sau khi em gặp anh Kim Tử Long á, em thấy anh sống chiêu quá chị. Đưa 65 thì có 6, bớt 5 ngàn. Thôi đưa 60 thôi cũng được. Thôi đúng không? Chị em mình thân tình mẹ. Rồi vậy chiều nay em có quay lại làm nữa không? Không, 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 không chị. Thôi đủ rồi. Em... Hả? Không phải. Em cũng trời muốn... ơi, chị chưa nghe nói hết. Có muốn làm nghề khác không? Có, ở có. Đây nó có bột khoai, bột bán. Dạ. Bánh tráng với dạ. Nghề tre nứa á. Là tre là người ta làm cái gì vậy chị? Đóng ghế nè, đóng bàn nè. Rồi vậy, vậy thôi em cho chị cho em giới thiệu em mình tre đi. Ừ. Qua làm thử cho biết. Rồi còn hồi nãy là ở bển là em chạy được coi như là 2.5 thau. Với lại tiền phơi của em á, em chỉ có phơi ra không à. Tại vì dạ, người ta phơi rồi. Là người ta phải trợ, người ta trợ lui, người ta hốt vô, người ta mới rồi. Được 5.000. Hốt vô luôn mới đúng được 5.000. Anh tính của em 2 thau thì chỉ có được có 5.000 thôi. Dạ. Ha. Là tiền công của em ở bển là em được 55.000. 55.000 luôn hả? Ok. Cũng ít thôi. Lát về nói anh Quý Khánh 5.5 triệu. Không thì anh cứ nói xạo chứ em không nghe nói xạo thật sự. Có thể chương trình khác nói xạo cũng được. Nhưng mà đối với chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là đệ nhất môn sinh, anh không thể nào lấy một cái giá ảo ra nói chuyện với người lớn vậy được. Cho dù ngày hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền thì mình về mình phải nói là mình kiếm được 2.5 triệu mỗi người nha. Sao mà cứ vậy hoài. Dạ cảm ơn anh chị rất nhiều một lần nữa. Dạ ê, chiều nay là đi làm tre nứa đó, em mới xin được địa chỉ rồi đó. Dạ hả? Ừ. Xin được rồi hả? Đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh chị. Dạ. Nếu mà lần sau em có cơ hội quay trở lại đây em hứa với anh chị là em sẽ làm tốt hơn. Cái tay em liên lệ. Bữa nay có màu nhang rồi đó. Đó em cũng có màu nhang rồi nè. Còn tay em trắng tay chị ơi. Em trắng tay rồi. Bởi vậy em mới bị trừ tiền. Thôi nói chung là kệ không sao, vui là được chị ơi. Vui là được đúng rồi. Bây giờ mình chụp với nhau tấm hình kỷ niệm nha. Dạ anh chị. Dạ. Dạ thì em xin chụp với anh chị tấm hình nha. Dạ. Ơi Quỳnh ơi, nội cái tàn nhang mũi của hai đứa là nó dơ hết cái nhà này biết không? Chương trình mời anh tới là hợp lý á. Sao vậy? Tại vì anh là một người rất là chu đáo. Thôi. Nói da gà hả? Nói da gà. Trời ơi, sao người này ở đây 3 ngày mà dơ dữ vậy trời. Ok, bây giờ em nghĩ vậy nè, tụi mình sắp xếp đi. Ăn gì đó đi rồi hãy đi làm. Em nghĩ là ăn không quan trọng nha. Quan trọng, không có sức làm đâu. Không, mọi người ăn đi, em làm gì có tiền đâu. Nhưng bao em? Có anh em đây mà, sợ gì? Nhưng mà giờ mình ăn gì đã? Ăn gạo chan nước tương. Ê, nấu lên chan nước tương. Ê, vẫn ngon nha. Ủa, tụi mình có tiền mà, sao ăn kỳ vậy? Mình đi mua trứng về mình luộc. Ví dụ chan nước tương thì mình dầm nước tương. Rồi, ok, anh đi mua đồ ăn. Anh đi mua đồ ăn. Dạ, sao cô? Dạ. Sao mấy chú không cho bò tôi ăn vậy? Bò tôi đói mấy chú. Dạ, nói nào ngay giờ con cũng xin thay mặt mấy anh em ở đây xin lỗi cô. Tại vì do mấy bạn tới mà bạn không đọc kỹ nội quy, trong khi tụi con đã ghi rất là rõ.
tụi con mới tới nên tụi con không biết đấy là những người ở lâu vậy phải là những người chủ. Dạ con cũng xin thưa là ngày đầu tiên con với lại anh Huyền Khánh đã gọi là chăm sóc cho các bé bò và rồi bây giờ tôi còn chuẩn bị ra tắm cho mấy dạ, bé. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi cho mấy bé ăn. Dạ. Rồi dạ, tụi con nha, sẽ lau nhà quét nhà rồi dọn dẹp. Rồi tiền chăm cho của con hỏi mấy chú ai sao mấy chú không tính tiền. Đó ai hái thì ai đúng rồi, ai hái thì tính tiền thôi chứ. Nhưng mà anh thấy nó chùm chùm chơi mấy anh được ăn được không? Hái ăn có phải trả tiền không? Không, mày hỏi má nhà em ăn đi. Xôi đỏ em nắm rồi. Xôi đỏ em nắm rồi. Anh Khánh có lý để nói gì không? Có, anh cũng thấy cũng có cô nó có lý. Ủa? Vườn chôm chôm người ta tới, người ta bỏ công người ta hái thì cô trả anh ta nhiêu cô? 10 ngàn ký thì cô sang cho mấy con có 10 ngàn ký luôn. Nhưng mà là con hái thì cô có trừ tiền hái. Dạ đúng rồi, cái công hái đó cô. Công hái thôi kệ tính 9 ngàn đi. 9 ngàn, 9 ngàn. Bữa không bữa là được. Mình hái 2 ký rồi đúng không? 7, mười mấy ký. Không thật. 21 ký đúng không? 21 ký hay vậy? Tôi biết mà, tôi tính con 20 ký thôi. 20 ký nhân chính 180 hả cô? 180 chia đôi là em với anh đưa cô. Không, không chia đôi được. Bữa em sắp 4 bịch 8 ký, anh sắp có 4 bịch 4 ký à. Là em mới nhiều hơn anh chứ. Đúng không? Giờ đi xe em. Mà xe em thế nào cũng bị tốn xăng. Thì thôi giờ anh nhường cho em cái phần 2kg. Anh bán 1kg được không? Hợp lý không? Anh bán 4kg, em bán 8kg phải không? Đúng rồi, coi như là bù lại tiền xăng được chưa? Ok tuyệt vời, anh xứng đáng là một người anh đó. Anh xứng đáng là một người anh đó. Anh nhường cho em cái rổ bự đó. Nhưng mà hình như là lúc ra ngoài đó hình như em tặng cho bà con là chính cái đó chuyện của em nha. Cái gì tặng là cái tấm lòng của em. Đúng rồi, đúng. Em phải bỏ tiền ra để mua cái tấm lòng của em 2kg là em phải có. Đúng rồi, em phải bỏ tiền ra để mua tấm lòng. Ê, xin lỗi nha, mọi người đang vô tình vô em giờ đừng cùng. Thiệt. Làm đi. Ok, là 180 đúng không? Vậy em đưa 100, anh đưa 80 nha. Không, anh đưa 80, anh đưa 100 đi. Ủa thì khác gì cái vô anh ổn không? Anh đưa 80. Thì em nói là em đưa 100, anh đưa 80, anh không chịu. Nó không, anh đưa 80, em đưa 100 là sao vậy trời? Rồi chưa ai. À cô nói đừng diễn kịch, nó trả tiền lẹ cô về, cô không có khanh, cô có sở thích coi kịch. Trời ơi quả tới dồn dập. Con đưa cô 140 con nha. Dạ anh đưa bao nhiêu để em bù nè? 60. Dạ vậy là con bù là 120 cô ha. 60 nó là giống mấy bà lừa đảo ngoài chợ đó là đó đó. Không không, cái này là anh phải đưa 80. Dạ con đưa cô thêm 60. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Em cảm ơn cô nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Dạ hai bạn sẽ tắm bò về cho Hoàng, cô yên tâm nha. Hai bạn mới dạ. Đi ra cho bò tắm đi hai đứa. Đi tắm bò thôi. Đi tắm bò đi. Hay quần ngắn đi trời, tắm bò mang vớ mang giày nữa hả? Ủa anh đâu đi tắm bò anh mang vớ gì? Thì ai biết. Tắm bò thường là tao không mặc đồ luôn á. Tỉnh táo lên. Không biết. Xưa giờ đi tắm bò bây giờ đâu. Trời ra đem chỉ cho thú vị lắm. Anh Khánh ra chỉ cho anh. Đến hay quần tắm bò cái. Mấy ngày vừa rồi mọi người tắm bò làm sao? Chưa tắm luôn chưa hả? Chưa tắm. Không thể nào mà bốn người làm một công việc được. Nó quá gọi là phản khoa học. Cho nên là mình sẽ giúp tụi nó âm thầm nấu cơm cho tụi nó tắm bò. Chết. Bốn đứa ăn ba chén. Giờ mình sẽ đi qua hàng xóm mình quay thịt nha các bạn. Nhà cô có thịt gì không? Cho con dây mượn chịu đi chợ về ăn chả. Có trứng, trứng gà không cô? Cho dây trứng được. Trứng bao nhiêu trứng cô? Có bao nhiêu trứng? 8 trứng rồi cô. 8 không? Dạ ăn nhiều quá chả mệt lắm. Trời! Chờ lâu cô lỗ rồi nghe. Ừ. Ngon lắm. Hy vọng bán măng cục giùm. Cô lò tho được không? Cô lò tho là cô gì? Cô khách sạn. Đúng rồi. Ồ ba con này ngon nè. Nhà gia đình có giàu ba con nghe. Trời anh trao giỏi quá à.
Quá giỏi. Rồi nè Khánh. Vô. Rồi bây giờ tôi cho một cái thật cao lên trên đầu nha. Đúng rồi. Con muốn tắm đầu không? Rồi con quay người lại đi. Rồi con lên đây nha. Cái gì Khánh ơi, từ từ em. em bị liệu. Ờ, tắm cho con nha. Xin lỗi con nha. Rồi tắm cho em nữa nha, bảo bối. Bye ba. Búp bê. Rồi sẵn thịt cái chuồng cho sạch luôn Khánh. Dạ dạ. Bảo đảm là sẽ thèm. Wow. Cảm ơn mọi người. Cái nhà ăn cơm ngon liền. Cảm ơn mọi người vì bữa ăn. Ủa? Gì đây anh? Canh nấu với cà tím hả anh? Là gì vậy? Là cách đó. Trời ơi, ngon lắm nha các bạn. Khá là ngon rồi. Có đồ. Cũng ngon nha. Mềm dễ ăn lắm. Khánh lựa nào không có xương ăn nha em. Dạ được rồi. Ngon quá. Nhìn hấp dẫn thật sự quá. Ê, một bữa ăn quá nhiều đồ ngon mà phải ăn rất là gấp gáp á. Em sợ em thì cảm thấy bị tiếc kìa. Còn dừng mưa á. Mưa chứ anh. Chắc mưa. Chắc. Trời ơi ra luôn á. Rút ra một cái giật. Cho xoài nè, xoài xinh á. Đúng ý em luôn á. Trứng là mua nhưng mà xoài cho anh xin. Cái chị chủ nhà là chỉ cho một cái thôi. Cái anh chủ nhà thấy hương quá, cái anh dành cho xoài anh hái thứ hai. Là ảnh hái chứ có phải tụi anh hái đâu. Cuối cùng là được cho luôn. Không, ý là ảnh hái cho tụi em xong mà tụi em tuồn về nhà luôn, trốn về nhà luôn. Dạ không trả tiền luôn. Không đi qua cửa chính luôn. Đại sự hồi nãy về nói với em là mua hai trái 18.000. Xong cái em mới nhìn anh mới bắt đầu cái câu chuyện, cái em nhìn ổng, cái ổng nhìn nè, nghe hết rồi cuối cùng cùng về đi làm. Cái đứa nhỏ ăn cơm mà bị ba nhắc. Trời ơi, sao cỏ không vậy? Kìa, gỗ này to nha. Ghế. Có mái che nha. Đã quá à. Vậy thì trời mưa cũng không sợ. Nhà em có mấy cái này nè, nhà em mua cái này nè. Thôi hết giờ vô xin đi làm nè, lẹ. Dạ, em chào chị. Em muốn xin phép chị nhận bốn tụi em vô để đi làm kiếm tiền. Thì bây giờ tụi em không biết, tụi em có thể lấy lương thấp hơn chút xíu. Rồi nhờ chị, nhờ mấy anh hướng dẫn tụi em làm. Nếu tụi em làm giỏi như mấy anh kia thì chị có thể thưởng em hơn. Dạ. Như là trưa là 12 giờ rưỡi làm tới chiều thì một buổi. Bây giờ mình ve lại. Vô lỡ cỡ thì... Bắt đầu tính từ 3 giờ hả chị? Vô lỡ cỡ từ 3 giờ tính tiếng luôn rồi chị. Tính tiếng hả chị? Chỉ là 1 giờ là 25.000. Tiếng 25.000. Thì tới 5 giờ là nghỉ, tụi em làm được 2 tiếng là 50 một người, 4 người là 200. Ok, 200.000 bốn anh em mình. Đi thôi. Đi vui lên. Cây này nó nẻn bên là cái lỗ nó xéo anh gõ. Hồi xưa là anh học này hay là ai chỉ cho anh? Này là gia truyền. Ba cũng làm những như anh luôn, công việc này luôn. Hồi xưa thì chỉ làm là thị trường nội địa không. Gõ mạnh lại vô rồi. À, đúng rồi.
tét cái này. Mỗi tối về có mỗi tay không anh? Quen hả? À? Đuối lắm. Rêm luôn, nãy em vỗ nãy giờ mà nó rung tay luôn à. Tối nay em biết về sao cầm cơm ăn nữa. Vậy luôn à. Anh lấy cái súng kia đã. Biết sử dụng không? Biết. À. Bấm trên bấm dưới luôn ha. À đúng rồi. Bóp vô hả? Bóp vô luôn à. Đây hả? À đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Anh làm nghề này lâu chưa anh? Cách ngoài 30 rồi. 30 năm. 30 năm anh làm đúng một cái nghề này thôi hả? Nói chung cũng có mấy nghề khác mà đều nghề này là nghề chính. Để có cái cây này không là nó phải qua cái giai đoạn là lựa rồi đo rồi cưa rồi khoan. Là tới anh cái khúc này là phải qua 2-3 khâu rồi ha. Tới đây là 5 công đoạn. Rồi xong rồi mình bắt đầu đi đánh bóng sơn nó lên nữa. Em còn quan một cái khâu mấy cái tu nữ xử lý đó. Cái cấu trúc vị trí ghế đó đây không được, cái này không hợp với tất cả cái này mới hợp nè, thấy chưa, thấy chưa, cái này không hợp. Ông Quỳnh Lý ông chàng sao mà nó mòn luôn á. Ý em là sao Khánh, em có ý kiến gì về những thành phẩm đó hả Khánh? Dạ không, em chỉ có ý kiến về hành vi thôi chứ thành phẩm thì ok rồi. Nghe nha, nghe vô nha nè, nó tự nhiên lát nữa nó hút cái này vô nè, vậy nó cầm ở đây đúng rồi, phải cố định cho này lại như hay đó chị đấy, phải thế đồ cái này ngon nha. Cái này ngon nha. Rất là ngon đó. Bẻ bẻ nó chi vậy? Nó không thật sự chặt nha. Bẻ thì hệ để cái kéo sửa chữa những sai lầm này nhá. Tuyệt vời. Anh thấy chưa? Ủa? Sao vậy anh? Trời ơi, chút đền tiền giấy cho bà chủ đó. Đừng. Đền thì đền, rõ ràng đó là những bài học mà anh. Mà học được chưa? Nhân nhé, là coi như mình mỗi đứa 50 là được 50 hai tiếng 50 hai tiếng 50 nhưng tiền nhưng... dây là 260 em cầm chắc nha. Sao kỳ vậy? Em không biết do máy á anh ơi, là nó bị cái tình trạng này là như thế nào ha? Cái này nè anh, dạ để em chuyển hình cái ta vậy, mình dịnh cho nó dịnh vậy thôi. Cái này là nãy khi này cũng cầm cái dây cứng lại á. Ồ nó chỉ nó có độ cứng nhất định thôi. Ồ em hiểu rồi ạ. Đấy à, chưa em mệt quá, em bị mụ đầu rồi. Em để 5 cái lên anh sắp cho anh biết cách sắp rồi. Dạ, mình bên đây là may mắn lắm, bên đó là làm khó hơn mình mà, tại vì mình bên đây bằng lương á. Quý vị và các bạn thân mến, đây là anh Luôn, người đã chỉ cho Huy Khánh làm cái thang tre này. Đây là cái thang tre trang trí để phơi đồ. Và nãy giờ Huy Khánh làm cũng được cái chục cái rồi. Bây giờ mình sẽ đích thân làm từng cái cho mọi người coi nha. Đó, thấy nó vậy chứ nó không có đơn giản đâu nha mọi người. Giữ nhẹ, thầy thầy chỉ sao giờ nó đi vậy đó. Đó, đổ là mình bẻ nó qua. Anh thấy hôm nay vất vả không? Quá vất vả mà. Vất vả thiệt hả? Quá vất vả, những giọt mồ hôi đã rơi. Hôm nay mà vất vả gì? Hỏi Khánh coi hôm qua làm sao? Hôm qua ngày sao? Ngày hôm qua là một ngày đó với em rất đặc biệt nha. Em nhắc lại em còn muốn ướt nước mắt á. Sao vậy hả? Xúc động, thật sự. Em được... em chia sẻ lại nè. Anh cho bộ hổ em đi. Ngày hôm qua là một ngày rất là vất vả hôm nay nhiều. Đúng hả? Anh không tin rồi hỏi Khánh đi. Hả? Tao chưa biết hôm qua làm gì luôn nãy giờ. Nửa tiếng trôi qua. Mà cứ nói về hôm qua. Em không hề biết hôm qua làm gì. Xin lỗi. Em hơi mất cười. Hôm qua làm gì hai? Ngày hôm qua rồi em với anh Kim Tử Long thì đi làm muối tôm. Là... phỏng nguyên cái đùi luôn á hả? Em phỏng đầy ớt anh. Nguyên một cái nồi ớt kìa nè. Trời ơi, quá trời luôn. Em phỏng ớt. Dạ con phỏng ớt. Xong cái lát nữa tụi em được 500. Bị anh bị. Bị là chứ chuẩn bị có điểm nè. Anh có biết là em kiếm ra đồng tiền rất là vất vả. Em chảy mồ hôi sôi nước mắt. Anh Long thì nằm selfie chụp hình.
Anh Long ngủ. Anh Long uống cà phê. Anh Long còn lừa ba đứa tụi em đi ăn bánh canh giảng bàn gần 500 ngàn. Sao anh Long bỏ trốn? Em thật sự ông muốn làm gì không nào? Đúng rồi, em thật sự suy nghĩ là đó có thật sự là người bạn đồng hành của em không? Nhưng đến cuối ngày tiền chắc góp trong cái việc mang lời ca tiếng hát cho mọi người ngày hôm qua anh đưa cho em hết. Tổng cộng là 101. Nhưng tiền anh lừa tụi em là 480. Đưa em 101 mà anh lừa em 480. Anh đi gánh kêu là đồ con cháu. Tụi em bây giờ không có tiền mà ăn mà. Em ghê nữa, tôi mệt lắm rồi. Giờ ra xếp hàng gặp chị chủ nè. Chị Chu ơi ơi ơi, tụi chị em Chu đã rồi đâu. Chị hãy trả lương cho em đi chị, chúng em sẽ vui lắm nè. Giờ mình nói nghe anh Quy Khánh với lại Quỳnh Lý thì mình thấy làm ổn, thì bây giờ mình trả lương. Còn hai bạn thì giờ cho trải nghiệm trước đi. Nhưng mà đúng rồi anh ơi, đừng diễn nét đó. Mình không bị phạt, mình không bị phạt tiền là may lắm rồi. Hả? Mình bị hư dây nhiều. Đúng rồi, mình bị hư dây nhiều, mình làm chưa có chuẩn đúng không? Anh mua gà vậy tụi em là ok. Có phước cùng hưởng có quả cùng chiêu. Dạ anh Huy Khánh đây. Dạ anh ơi chị. Đồng tiền mồ hôi nước mắt đó chị. Ôi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trời chị chết cái ba lô tiền của em. Chào sư phụ, con về. Chào mấy cô. Chào anh. Cảm ơn mấy chị. Kiểu tụi mình nhìn y như mấy người mà công nhân mà đi làm về xong cái điệu nhau đi về. Y chang vậy luôn. Điệu nhau mất rồi. Điệu điệu nhau về. Tôi đã nói với em rồi. Không phải. Em đã nói rồi mà. Thấy ai cũng bình dị, chân thật khiến lòng mình mê say. Thấy yêu hơn đời vì những điều ta trải qua mỗi ngày. Quyết tâm không thể dừng, ta thử thách những nghề đặc trưng. Để xem ai tự tin là đệ nhất biểu diễn. Ta sẽ trở về mái nhà, có nắng, có gió, có chiếc nón lá ta đi trải nghiệm. Đây là thành quả của cô em. Khám phá mới thấy rõ nét chân dung con người thiên nhiên. Ẩm thực văn hóa bao miền. Ta sẽ trở về mái nhà, có nắng, có gió, có chiều. Bà dễ thương nha, bà chủ đề đó hả? Dạ, dễ thương nhỉ? Anh bộ công năng lên tay quá. Anh em rõ nét bao nhiêu con người thân thương. Dạ, chào em. Đi chơi. Đi chơi. Dạ. Mời mọi người. Em cảm ơn mọi người. Dạ, mời mọi người cùng ăn. Ở một cái điều kiện khó khăn mà chúng ta có một cái thao gọi mà mặc dù nó hơi dài vậy. Anh chơi em chứ anh đi hái măng cục trong thời tiết. Trời. Không nhìn lên không biết cái măng cục rồi luôn. Dạ đúng rồi, tại vì lúc mà anh có tin là tụi em đứng xung quanh là cây không nha. Sẽ đánh một cái đùn thật sự. Nó nè, măng cục. Làm sao vậy? Anh không quan tâm đâu. Con ghê luôn á. Nhưng mà cái đũa này thật sự rất tức. Chương trình chuẩn bị nè. Cái đũa không cho người ăn ăn được. Hồi sáng anh dính đó. Cái này là đôi đũa lệch đó. Lý do hồi sáng anh ăn bóc á. Trời rửa dòng kiền nên nè, trời ơi không có gấp được. Mà gặp nhỏ không biết ăn đũa nữa chứ. Được, anh ăn nè. Ăn bánh tráng này, ta nhớ bánh tráng xưa. Anh Khánh có nhớ hơn anh Chán ngon. Đúng không? À cái ông mà nghĩ làm đúng không? Đúng rồi. Thì em với anh Khánh được người dân bày cho một cái món là lấy cái bánh tráng sống. Trước khi mình nướng á, lấy cái bánh tráng đó nhúng nước, xong rồi lấy ra. Cái bánh tráng hư mình mới vừa nướng xong, bóp ở giữa làm nhân. Dầm một chén nước tương, ớt ha, đường,
rồi tỏi, chanh. Quậy lên rồi nó ngon. Thế hả? Ừ, cũng được, được luôn á. Có rau không, có gì hết luôn. Ừ. Chỉ có cái giòn giòn của cái bánh tráng vàng thôi. Cái giòn giòn của bánh tráng vàng ở trong. Ừ. Mặn mặn của nó và cái bánh tráng ướt bên ngoài. Ừ. Vậy thôi đó. Mà nhức nách. Chưa bao giờ mà em làm việc tay chân vào ca đêm là lúc 3 giờ sáng tới 6 giờ sáng mọi người. Em có diễn kịch, có tập kịch, có đi quay phim thâu đêm suốt sáng có, nhưng mà lúc đó mình chỉ sử dụng hầu hết là trí não mình thôi, mình không có sử dụng tay chân. Mà cái này mình sử dụng hoàn toàn tay chân mình luôn. Và trong môi trường mà coi như là nó khác gì kinh khủng luôn. Thật ra là trong đó sáng cũng có anh đi chung. Mà cực quá, em tin không? Ai nói anh còn bận một cái áo khoác. Khiêng được 5 mẹt thôi anh cởi áo khoác ra rồi, mồ hôi nhiễu tổn luôn, quá cực, cực kinh khủng luôn. Ngày hôm nay là biết là sẽ đi làm một nhiệm vụ mới mà không nghĩ là mình đi làm lúc 2 giờ mấy sáng dậy. Lúc đó là ngày hôm qua là mỗi bữa là có thể là giờ đó anh chưa ngủ hoặc có ngủ rồi mà chưa có ngon, nhưng mà hôm qua là ba anh em điệu đắp mặt nạ cho nhau xong rồi không thể nào ngủ được. Sau khi đắp xong phải chờ 20 phút để cho để lấy ra, không được nắm ngược gì đó, rồi xong cứ nằm hoài canh 20 phút. Vừa lấy ra Khánh còn dặn là nhớ massage cho nó ngắm vô lại nha. Xong vừa massage xong nằm cái quạt gió mát mát vô bắt đầu ngủ vô giấc. Thì lúc đó cũng gần một giờ hơn rồi, vừa vô giấc một cái anh thấy em đập một cái anh hết hồn, anh nhìn lên là cũng háo hức nhưng mà rớt buồn ngủ, nhưng mà vô tới đó xong cái bắt đầu thấy cái mắt mệt liền luôn, khói rồi cái hơi nước không nóng lắm, rồi vô cái chỗ ồn mà đứng kế bên nói không nghe được luôn. Trời ơi, vậy cái máy mà cắt mà cái một vai á. Dạ. Rồi những cái máy bây giờ mình làm mà mình không tập trung á, cái tay mình có thể nó bị phỏng. Dạ. Hơi nước rồi bị cái máy quấn bột nó sẽ chém đứt tay mình, nhiều thứ lắm. Thì em mới thấy là bái phục mọi người đã đi 3 ngày nay rồi mà mọi người còn sức dai đến như vậy, trong khi em không còn đủ tỉnh táo để hoạt động như mọi người nữa. Không, thật sự mọi người không tỉnh, em không biết mọi người sao nhưng riêng em là không tỉnh táo nữa. Nhưng mà anh thấy em vẫn năng động, anh có nghĩa là nhưng em sức em bền hơn được, em không kiểm soát được năng lượng của mình. Có nghĩa là em sẽ có hai trạng thái khi mà em mệt, một là em rất cọc, hai là em rất là bị dễ mắc cười. Em bị mất kiểm soát cái đó. Yeah. Anh sẽ không thể nào tưởng tượng được họ có một chương trình mà anh có thể dùng nhiều năng lượng đến như vậy. Anh hỏi Khánh với lại người Khánh rồi. Về tới đây em gục liền luôn. Em nằm liền luôn. Không mà biết gì nữa luôn á. À, tới 3 giờ anh gọi dậy á hả? Đó là anh gọi dậy á. Nhưng mà giống như là kiểu và là... em đã chuẩn bị một cái tinh thần cho ngày hôm sau cũng sẽ cực như vậy. Ừ, và đúng vậy luôn. Và nhiều khi là hơn như vậy. Nhưng mà hôm nay lại rất nhẹ nhàng. Ừ, em thấy hôm nay rất nhẹ nhàng đó. Chỉ là nhẹ nhàng đó hả? Ừ. Trời, anh không đi hôm qua sợ lắm. Qua đi mà nắng lắm kìa. Tại vì nhiều năng lượng quá nên mình mới lướt qua được cái điều đó. Ừ. Chứ thật sự là nó rất là cực á. Vậy thì ngày mai em đề nghị mọi người một chuyện. Nói luôn anh. Ngày mai chúng ta sẽ không đi làm ở đây, chúng ta lên trung tâm của Tây Ninh tìm việc. Em nghĩ là chúng ta đừng đi xe máy. Để lên trung tâm Tây Ninh hơi xa. Sao mình không thử đi xe buýt đi? Cho đúng với người ta đi xa, người ta đi xe buýt 2.000 vé, 5.000 vé đúng không? Ê, hay là mình đi cáp treo đi. Hả? Cái gì vậy? Là núi bà hả? Từ đâu, từ nhà mình khúc nào cáp treo đi đâu đâu. Ủa chứ không phải lên trung tâm là núi bà hả? Thôi xin lỗi. Nhưng mà từ đây lên trung tâm nó thì xa nên anh mới đi. Có nghĩa là mọi người đang nói cái việc là đi từ đây lên trung tâm. Đúng hả? Rồi. Còn lên trung tâm mà đi núi bà hay không mà tính sao? Xin lỗi. Hay đó cho em xuống đây xuống trung tâm này núi bà. Nếu như tụi mình thích ăn vậy thì ngày mai lên nên mình tìm một cái cơ sở nào cũng mà chuyên về ẩm thực hoặc là một cái món ăn đặc trưng. Okay. Em massage cho. Cũng có thể là mấy món nem ví dụ vậy, mình vô cơ sở mình làm. Yeah. Mình có thể trải nghiệm được cái món ăn đó luôn. Okay. Em nghĩ ok á. À, vậy đi. Giải quyết vậy. Cái gì vậy? Em tên là Nam, nhưng mà nghệ danh của em là Cody. Bạn này là Quang Hùng Master D. Hôm nay mình ăn gì vậy? Có gì ăn không ta? Đói quá. Có cơm nè. Giờ đi làm nó đói rồi. Cho em một sườn chả ốp la. Em bì chả ốp la sườn luôn ạ. Cho em một xin tố bơ. Em xin tố bơ luôn ạ. Quả tới nó không có tới lắc nhắc tới lần cặp mà thấy không?